Vừa lộ kế hoạch có con sau thời gian bị U tuyến giáp, Thanh Duy, Kali liền khoe biệt thự mới, nhìn là biết không vừa. Sau hơn 3 năm về chung một nhà, Kali và Thanh Duy đã tậu được nhà mới và tiết lộ kế hoạch có con trong năm 2020 khiến cho người hâm mộ vô cùng thích thú. Là khuôn mặt quen thuộc với khán giả truyền hình, vợ chồng Thanh Duy và Kali khiến cho nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân im ắng. Đặc biệt hơn, mới đây, Kali còn khoe vợ chồng cô vừa tậu được một ngôi biệt thự siêu to khổng lồ sau hơn 3 năm kết hôn. Mặc dù chỉ mới là bản thiết kế, nhưng không khó để nhận ra vẻ hoành tráng và sang trọng của ngôi biệt thự nhà Kali Thanh Duy. Được biết, trước đó vợ chồng Thanh Duy có tiết lộ kế hoạch sẽ có con đầu lòng trong năm 2020. Vì thế mà việc tậu nhà mới là một bước chuẩn bị của vợ chồng cô. Kali chia sẻ, sau khi kết hôn, cô phát hiện mình bị u tuyến giáp nên không đảm bảo sức khỏe để có con. Đến năm 2019 do công việc nên dự định này đã bị trì hoãn lại và thời điểm năm 2020 là lúc thích hợp để vợ chồng cô sẵn sàng đón chờ thiên thần nhỏ. Trong năm 2020, vợ chồng tôi hy vọng sẽ kiếm được một chú tí con. Tuy nhiên thì mọi chuyện cứ để tùy duyên, bà xã Thanh Duy bày tỏ.